Đang xin chào bạn. Ở đây đang xin hướng dẫn các bạn cách lắp một cái đường hạt chặn để cho cánh phao này tháo ra tháo vào. Các bạn là tháo ra tháo vào rất đơn giản. Cái chặn cánh phao thường dùng là cái vòng cao su này, này vòng cao su này. Bây giờ các bạn chế bằng cái hạt chống sốc này thì các bạn không phải nhỏ keo mà nó rất chắc. Các bạn dùng một cái để xỏ trước. Chấm cho tí dầu hoặc là tí nước mà. Dầu nó trơn, đút là nó dễ. Bôi này đút là nó dễ. Này cho nó hơi rỗng ra một tí thì cũng đút vào cho nó dễ, cũng dễ hơn là gọi để nguyên nguyên bản của nó. Một cái chặn ở đây. Đó. Tiếp đến các bạn đút đầu trên này thì các bạn không phải nhỏ keo. Này các bạn không phải nhỏ keo 52 vào cái tháo ra tháo vào cũng dễ. Các bạn cầm sát à, cho này đẩy lui xuống tí. Thì các bạn ném, các bạn không phải mất keo 52 nhỏ ở đây nữa. Lấy hạt chặn là quá chắc, đẩy lên. Chắc luôn, rất đẹp. Chặn hai đầu, tháo ra tháo vào rất đơn giản, rất dễ. Các bạn luồn vào xong thì các bạn lau cái dầu đi, lau cái dầu đi để đỡ trơn. Mất vòng cao su này không có thì các bạn cái hạt chống sốc này nó sẵn thì các bạn chế vào đây được. Đấy. Quá ổn định, chống va đập tốt. Đó. Vừa rồi Hải đang fixing chia sẻ các bạn cách chế hạt chống sốc thay cái vòng cao su. Đơn giản thôi, kinh nghiệm Hoài Đăng mình chia sẻ các bạn. Đăng xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của Đăng Phát Sinh.